Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion, và mình là Hồng Phong đến từ Coi68. Và rất vui được gặp lại các bạn một lần nữa trong một tập nữa của DeFi Discussion thôi. Và đồng hành với mình ngày hôm nay vẫn là một gương mặt rất là quen thuộc. Hello Nguyên. Ok, hello, xin chào anh em, hello Phong. Rất vui được gặp lại mọi người trong một tuần mới. Và bọn mình đã giữ đúng lời hứa là bọn mình đã trở lại với những câu chuyện thú vị xoay quanh thị trường DeFi. Và hy vọng là cái câu chuyện mà bọn mình chia sẻ hôm nay thì đâu đó nó vẫn như mọi tuần thôi, vẫn sẽ mang lại những góc nhìn đa chiều cũng như là những cái giá trị cho anh em đang nghe DeFi Discussion ha. Ok, và trong cái lúc mà bọn mình bắt đầu nói chuyện với nhau để thu cái podcast này á, thì bên cạnh những cái thảo luận về layer 1, layer 2, về blockchain, về những cái thứ ở sâu bên dưới cái tầng protocol, thì khi mà mọi người nhìn lên cái mainstream, nhìn lên cái phần suối chính á, cái phần mà nhiều người quan tâm nhất, thì cũng có một câu chuyện khác mà thực ra thì nó dễ tiếp cận với nhiều người hơn. Đó là tin tức cái câu chuyện mà Meta là công ty chủ quản của Facebook và Instagram á, họ cho phép là người dùng tích hợp cái NFT ở cái bộ sưu tập kỹ thuật số trên blockchain vào trang cá nhân của mình. Thì đâu đấy thì nhiều người đánh giá là đây là một cái bước đi tiếp theo của cái việc mà adoption. Tức là mọi người cũng biết rồi, ở Facebook và Instagram nó là những cái nền tảng mà sội có nhiều người dùng nhất. Và nếu như mà đưa NFT lên đây thì có phải là một cái bước adoption mạnh mẽ, tức là mình sẽ đưa cái khái niệm blockchain đến nhiều người hơn. Nhưng mà thật ra thì bọn mình lại có một ý kiến khác, và đó sẽ là cái chủ đề mà bọn mình thảo luận trong cái buổi DeFi Discussion ngày hôm nay. Thì không biết là Nguyên có follow cái mảng mà adoption này nhiều không, hay là Nguyên cũng chỉ có ít follow thôi? Thực ra thì nếu như mà đọc tin á, thì mình cũng có theo dõi những cái thông tin liên quan đến các cái tổ chức ở mảng thị trường truyền thống, họ đã quan tâm như thế nào đến với blockchain, đến với crypto. Tuy nhiên á, là thú thật là bản thân mình thì có cái xu hướng là đọc sâu về những cái dự án trong thị trường DeFi hơn, và nó mang cái khía cạnh là tài chính nhiều hơn. Nhưng nói gì thì nói thì cái thị trường này nó muốn nở ra, muốn tiền từ các cái tổ chức truyền thống mà nó muốn chạy vào cái thị trường này, thì đâu đó cũng sẽ cần những cái thông tin kiểu như Phong đề cập hồi nãy. Và chúng ta có rất nhiều những cái thông tin kiểu như vậy rồi, ví dụ như là Nike nè, một cái thương hiệu nó cũng rất là lớn rồi, rất là nhiều các cái tổ chức, thậm chí là các cái tổ chức gần đây mình thấy là các cái tổ chức như là JP Morgan nổi tiếng với một vị CEO chỉ trích crypto thận tệ, thì họ cũng đã bắt đầu thực hiện những cái giao dịch ở trong thị trường crypto rồi. Và nếu mà nói là quan tâm sâu về những cái chủ đề mass adoption đó, thì mình không quan tâm sâu, mình chỉ gọi là mình đọc để gọi như là mình kịp cái dòng tin tức thôi. Nhưng mà mình nghĩ nó vẫn là một cái mảng thông tin rất là quan trọng, và nói gì thì nói thì anh em có gắn bó với thị trường thì chắc là cũng phải cần quan tâm một xíu đến những cái mảng thông tin như thế này. Thực ra là cái câu chuyện là mọi người dùng mạng xã hội rất là nhiều đúng không? Thì nếu mà tích hợp blockchain vào mạng xã hội thì nó sẽ là cái tác dụng nhiều người nhất. Thì cho những ai mà không follow á, thì thực ra là cái việc mà Meta, Facebook và Instagram tích hợp ở NFT thì họ đã có kế hoạch từ tháng 8 rồi. Và thực ra đến đầu tháng 10 á, tháng 10 năm nay á, thì TikTok cũng đã có một cái bước đi đầu tiên, đó là làm ra một cái bộ sưu tập NFT trên Ethereum, và cũng để giới thiệu thôi. Và cái mà nhiều người nói đến nhất á, thì chắc là mọi người cũng đã biết là cái câu chuyện NFT Reddit Collectible Avatar của Reddit. Thì đã từng có những thời điểm mà cái bộ số người dùng của cái NFT của Reddit á, nó nhiều hơn cả OpenSea. OpenSea là cái marketplace NFT lớn nhất thị trường hiện tại, và có đến 3 triệu người sở hữu cái NFT của Reddit này. Thì đó là cái khi mà chạm đến những cái mạng xã hội lớn á, thì con số nó sẽ tính được hàng triệu người. Nhưng mà ở một góc độ nào đấy thì mình vẫn nghĩ là cái việc mà một mạng xã hội gọi là web 2 đi, mà tích hợp NFT xong rồi cho bạn có thêm nhiều không gian để bạn khoe cái NFT của bạn á, về mặt nào đấy thì nó cũng không hẳn là adoption lắm.
nó là web 2.75. Ừ, web 2.75 thôi, tức là đâu đấy thì đó chỉ là những cái chiến lược marketing của họ, và họ muốn gọi là make noise hơn, họ muốn stay relevant ở bất kỳ cái lĩnh vực nào mà người ta đang nói đến. Còn thực ra thì nếu mà để nói đến adoption thực sự với mạng xã hội ấy, thì chúng ta đã từng có những cái dự án mà mạng xã hội phi tập trung rồi đúng không? Ừ, đúng rồi. Ở cái thời điểm hiện tại, khi mà bọn mình ngồi xuống nói chuyện với nhau thì chắc chắn nếu mà so về quy mô thì những cái tên ở trong thị trường crypto, những cái mạng xã hội trong thị trường crypto thì không thể nào mà được đặt lên bàn cân so với các cái tên như là Twitter, một cái mạng xã hội rất rất ồn ào trong thời gian gần đây, rồi như Phong nói là Meta hay là Instagram. Thì để đặt lên bàn cân thì các cái giải pháp web 3 này không thể nào bằng được. Tuy nhiên là nó đâu đó nó vẫn những cái người nào mà người ta gọi là early adopter ấy, những người mà tham gia sớm ấy, thì vào cái mạng mạng xã hội web 3 này thì họ đôi chút là họ cũng có nhiều cái cảm hứng, nhiều cái điều thú vị mà họ quan tâm. Nói chung là nếu mà nhìn một cách thực tế nhất đi, thì với một cái người mà tham gia thị trường như mình thì những cái mạng xã hội ví dụ như là Lens, đúng không? Cái Lens, Lenster á, thì nó là một cái cơ hội để người dùng có thể sign airdrop nếu như mà họ tham gia sớm, họ thực hiện và trải nghiệm những cái sản phẩm này. Thì về khía cạnh là ok, tài chính thực tế thì mình phải công nhận cái điều đó, mình phải thừa nhận cái điều đó. Nhưng các cái mạng xã hội web 3 này nó vẫn có một cái gì đó rất là thú vị. Thực sự là như vậy, không phải là mình gọi là mình siêu hay cái gì đâu. Tại vì bản thân mình á, khi mà trải nghiệm cái sản phẩm này, mỗi lần mà bạn đăng một cái bài post gì đó lên, hoặc là bạn đăng một cái bài viết gì đó lên, ví dụ như cái status của bạn đi, bạn đăng lên trên cái mạng xã hội đó thì nó sẽ được ghi nhận vào cái blockchain, đúng không? Và nó có những cái chữ ký cụ thể rất là rõ ràng, và nó thể hiện được một cái tinh thần là ồ, cái này nó là cái chất riêng của tôi, cái này nó là cái tài sản ở trong ví của tôi, và tôi có quyền được coi như là nếu như mà tôi thích edit hoặc là tôi chỉnh hoặc là tôi sửa gì đó thì chỉ có cái chữ ký của tôi mới có quyền được làm điều đó. Và tôi có quyền phát hành những cái NFT ra chẳng hạn. Thì những người follow tôi có thể ủng hộ tôi thông qua những cái hình thức như thế này. Và nó sẽ loại bỏ được nó một cách hơi viễn tưởng một xíu. Thì đây sẽ là cách mà chúng ta loại bỏ được những cái đơn vị đứng giữa và tránh được cái gọi là cái 2.75 mà nãy giờ bọn mình đang nói ấy. Đó, tất nhiên giống như mà bọn mình đã đề cập ở một cái tập DeFi Discussion, cũng nói về Web3, cũng nói về cái chủ đề Web3 này, cũng nói về các cái mạng xã hội. Nhưng ở thời điểm đó, cái câu chuyện nó vẫn còn rất sơ khai, nó vẫn còn rất là bị hype bởi nhiều cái thông tin. Thời kỳ đầu đá đúng không? Ừ. Thì đầu đá mà người ta mới tạo ra lửa. Ừ. Thì nhưng mà ở thời điểm hiện tại, khi mà nó down rồi, thị trường nó down rồi, thì người ta mới, ok, người ta mới bình tĩnh, người ta nhìn lại được cái thực sự của cái mạng xã hội này là cái gì, cái thực sự của những cái nền tảng block này là cái gì, cái value thực sự của nó là cái gì, và nó có những hạn chế nào. Chứ không hẳn là chúng ta ngồi kiểu như là hype như cái năm ngoái nữa, đúng không? Tức là cùng là cái câu chuyện là mạng xã hội web 3 đây chẳng hạn, nhưng 2022 nó đã là một câu chuyện khác rồi, và cái góc nhìn của cộng đồng nó cũng đã khác. Cái sản phẩm, cái nền tảng mà builder họ đã thiết lập được thì nó cũng đã khác rồi. Nên là yeah, thì cũng là một phần lý do tại sao mà chuyện nó cũ nhưng mà bọn mình vẫn lôi lên lại để mà ngồi nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau. Tại vì không có cái khoảnh khắc nào nó lặp lại cả, đúng không? Và 2021 nó sẽ khác 2022, và mình tin là 2023 nó chắc chắn sẽ khác 2022. Và thật ra thì khi mà nói sâu hơn về cái adoption á, thì như mọi người biết thì và phần lớn mọi người trong thị trường Việt Nam cũng khá nhiều về cái này. Đó là câu chuyện mà theo thống kê của Chainalysis á, thì 2 năm liền 2021 và 2022 thì Việt Nam là đứng đầu trong cái thống kê về tiếp nhận tiền mã hóa là crypto adoption của họ. Thì thực ra cái này có sao cũng có đưa tin rồi, nhưng mà khi mà nói sâu hơn về cái câu chuyện là adoption nó được tính như thế nào á, thì Chainalysis liệt kê ra là 5 tiêu chí. Thứ nhất á, là khối lượng nạp tiền lên các sàn giao dịch tập trung là sàn sách. Thứ hai á, là khối lượng giao dịch trên các sàn sách đấy bởi nhà đầu tư cá nhân. Thứ ba là khối lượng giao dịch P2P là giao dịch ngân hàng.
thứ tư là khối lượng nạp tiền lên các sàn giao dịch phi tập trung và sàn DEX. Và thứ năm cũng là khối lượng giao dịch của những nhà giao dịch cá nhân trên sàn DEX luôn. Thì ở đâu đấy thì nếu mà mọi người nghe qua năm cái tiêu chí này á, thì mọi người chắc chắn là cũng sẽ hiểu là cái câu chuyện không phải là bao nhiêu người xài, không phải là bao nhiêu triệu người xài, mà thật ra là những người đấy người ta có chịu bỏ tiền vào tài sản của người ta lên crypto không. Thì với Nguyên thì những cái dự án crypto, những dự án DeFi bây giờ á, cái số lượng người dùng có thật sự quan trọng không? Thường mọi người hay nói với nhau là một product phải có daily active user hoặc là monthly active user, đúng không? Nhưng mà khi mà cái số lượng của cái tiêu chí của Chainalysis mà họ đưa ra thì họ không đề cập đến việc số lượng người dùng. Thì cái số lượng người sử dụng sản phẩm nó thực sự quan trọng đến mức đấy không? Trước khi nói trả lời câu hỏi này thì chắc là cho mình chia sẻ một xíu một cái thảo luận của mình với Phong trước cái podcast này. Thì Phong có, tại vì cái thời gian gần đây thì mọi người cũng biết là Andre mới comeback đúng không? Thì Phong mới cáp cái màn hình lại, Phong bảo là ê, cái post này tại sao nó chỉ có mấy trăm like thôi? 4.000, gần 4.000 like. 4.000 like, nhưng mà sao ở trên cái chat active user ấy, của Phantom tự nhiên nó nhảy lên mấy trăm nghìn lận. Thì cái này nó có real hay không? Tức là cái real user mọi người đang định nghĩa nó là cái gì? Hoặc là cái unique user, cái người dùng mà đặc trưng, mọi người đang định nghĩa như thế nào? Thì ok, back lại cái câu hỏi, thì nếu mà nói là user quan trọng hay không, chắc chắn user quan trọng. Nhưng cái con số đó hiện tại nó đang, từ góc nhìn của mình thôi nha, là nó đang bị hype quá. Tức là một người thì có thể xài mấy trăm cái ví mấy trăm ví thì nó hơi quá nhỉ, chắc vài chục ước chừng thôi. Nên là bọn mình không biết được, nên là cái thông số đó thì nó cũng chỉ về mặt tham khảo thôi. Volume cũng vậy, volume thì quan trọng với cái người phát triển sản phẩm ở cái thời điểm đó, tại vì volume nó sẽ tạo ra doanh thu cho họ, đúng không? Họ có thể thu phí dựa trên cái volume đó và họ quan tâm nhiều đến cái vấn đề đó. Nhưng nếu mà xét theo một cái góc nhìn mà một cái thị trường nó phát triển rộng hơn, thì chúng ta nên xét đến cái chất lượng của user nhiều hơn. Và với mình thì cái con số hiện tại nó cũng không quá là sát với những gì mà mình thấy thôi, với những gì mà mình quan sát thôi. Tức là cái lượng user nó không quá nhiều đến mức độ đó. Đó thì nếu mà nói về mass adoption thì chắc là phải trừ khoảng 10-20% gì đó cái con số hiện tại chúng ta kiểu, nếu như mà tính cái lượng người dùng thực tế của crypto. Trừ 10-20% hay là còn 10-20%? Trừ 10-20%, tức là còn khoảng 80% gì đó. Mà cái đó là chắc là cũng người ta biết đến crypto thôi. Còn mình nghĩ là với DeFi thì cái con số nó còn bé hơn nữa. Thực ra thì nhân cái tiện Nguyên bring up cái câu chuyện này lên, thì các bạn, mình cũng đố Nguyên và đố các bạn nghe podcast này luôn, là mọi người estimate thôi là unique user của DeFi, tức là người dùng DeFi mà từng người riêng lẻ một đó, trên toàn thế giới, thì nó là con số bao nhiêu trong một con số lượng được? Chắc khoảng mình nghĩ chắc đâu đó 4-5 triệu, ước tính thôi, tại vì không thể nào, đúng, cái này nó không thể nào mà nói thật, là bọn mình cũng không thể nào mà đo được, nên là cũng chỉ là một cái ước đoán của bọn mình vui với nhau thôi, chứ nó cũng không thể nào mà nó là cái thước đo để mọi người đưa ra cái nhận định cũng như là cái lập luận cũng như là cái quyết định của mọi người được. Cái này chỉ là những cái bọn mình ước đoán vui trong cái câu chuyện là ok, mass adoption nó là như thế nào thôi. Nên là thực ra thì mình sẽ lấy, có một cái report trên Statista là một cái trang report cũng khá là uy tín. Nói chung là nguồn site từ Statista thì cũng được xem là một cái nguồn có uy tín hơn là Wikipedia và những cái trang báo khác. Thì theo cái báo cáo của họ thì chắc là mình cũng sẽ share link ở trong cái phần description hoặc bình luận của cái video này. Đó là cái số unique address có sử dụng DeFi á, thì đến tháng 7 năm 2022 á, thì họ ước lượng là có khoảng 4.800.000 địa chỉ ví. Thì nó đôi đấy, nó cũng là gần khá sát với con số Nguyên đoán đưa mà. Là cũng nhưng mà nếu mà vậy, nếu như mà họ đã ước tính như vậy thì mình phải trừ đi ha. Thì lại là cái câu chuyện là phải trừ bớt đi.
trừ bớt đi. Nói hơi kỳ nhưng mà mình nên có một cái view nó hơi bi quan hơn một xíu so với những con số mà thì expect the unexpected. Và thực ra thì nếu mà nói rộng ra crypto thì crypto có nhiều hơn, thì cũng là theo báo cáo của AAA. AAA cũng là một cái đơn vị nghiên cứu thị trường cũng có khá là có danh tiếng trong trong thị trường finance. Thì họ cũng ước tính là năm 2022 á thì toàn cầu có 4,2% dân số, tức là tương đương với cỡ 320 triệu người có sở hữu crypto. 320 triệu người nghe thì là một con số rất là to, tại vì dân số Việt Nam mọi người cũng biết là khoảng 100 triệu thôi. Có 320 triệu người. Nhưng mà nếu mà tính đến phần trăm á, thì nó chỉ là 4,2% thôi. Và khi mà mình đọc cái này mình nhớ ngay đến một cái theory mà dân startup thì chắc là cũng biết đến cái này nhiều, nó gọi là product adoption curve, là cái đường cong tiếp nhận sản phẩm á. Thì ở đấy á thì mọi người sẽ đồng ý với nhau là trong một cái vòng đời của sản phẩm nó sẽ có năm cái phase để mà một người dùng mới có thể enter vào. Thứ nhất là innovator, là những người tiên phong, những người tiếp nhận cái sản phẩm đầu tiên, thì nó sẽ là khoảng 2.5%. Tiếp đó là early adopter, là những người tiếp nhận sớm, thì con số là 13.5%. Hai nhóm tiếp theo là early majority và late majority, thì hai nhóm này là hai nhóm đông nhất, là mỗi nhóm là 34%, tức là 1/3. Và cuối cùng là những người lag, họ gọi là lagger, là những người mà biết chậm quá, là những người đu đỉnh, là những người mà làm thanh khoản cho tất cả những cái nhóm trên. Thì mình nói chung là những cái theory này nó có thể được chứng minh được. Thì tức là những cái con số này thì họ đều có methodology, đều có phương pháp của họ để chứng minh cả. Thì ở đâu đấy với 4,2% á, thì có một cái câu mà những KOL hay là mọi người trên Twitter đều nói động viên nhau trong cái thời điểm khó khăn này, nên biết là câu gì không? Là we are still early. thực ra thì thị trường này mình nghĩ là early hay không nó không quá quan trọng. Quan trọng là bạn có ở lại qua được những cái thử thách, những cái đoạn nó giật lát hay không. Còn early thì chắc chắn là bọn mình đã early rồi, chắc chắn là như vậy. Nên là quan trọng là mình early xong rồi mình có ở lại hay không, đúng không? Tại vì nói gì nói thị trường nó cũng mới, nó cũng nhiều cái thử thách rồi. Tuần trước thì bọn mình cũng nói với cái câu chuyện là Ethereum, thì bản thân một cái blockchain mà nó đi đầu thị trường như vậy, mà nó vừa đi nó còn phải vừa dò đường nữa, thì mình cũng không thể nào nói được là ok, chúng ta như thế nào, chúng ta gọi là chúng ta đang early và chúng ta có cơ hội hay như thế nào đó. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta tiếp tục đi và chúng ta dò đường thôi, nên là chắc là chúng ta vẫn early thôi. Yeah. Nhưng mà cái Nguyên nói tuần trước với Nguyên là mình nhớ đến một cái khái niệm nó gọi là innovator dilemma, là song đề của người sáng tạo. Cũng là một cái khái niệm mà mình khá quan tâm. Thì Nguyên thích cái khái niệm này hơn, nên là chắc là mình sẽ để Nguyên giải thích cho mọi người. Thực ra thì rất là ví dụ như đặt ở cái case của Meta đi, đúng không? Họ là một cái doanh nghiệp dominate ở cái mạng thị trường cũ, rõ ràng là như vậy. Cái mạng xã hội của họ là một mạng rất là to, nhưng mà cái câu chuyện về blockchain, cái câu chuyện về crypto, cái câu chuyện về Web3 nó đang dần rõ ràng hơn rồi. Nên là đâu đó mình nghĩ là những cái ông lớn ở bên mạng thị trường cũ, họ sẽ bắt đầu có một cái thế lưỡng nan đi, một cái thế gọi là tiến thoái lưỡng nan đấy. Tức là bây giờ họ sẽ đứng trước hai vấn đề. Một là họ sẽ nhảy vào cái thị trường này hay không, họ sẽ nhảy vào crypto blockchain hay không, hay là họ sẽ vẫn ở lại với cái thị trường cũ và họ dominate cái thị trường cũ. Thì nó đặt ra một cái thế lưỡng nan như vậy, tức là ok, bây giờ nếu mà ở thị trường cũ rủi một mai cái paradigm, cái cuộc chơi, cái câu chuyện nó dịch chuyển về phía web 3 thì sao, thì họ sẽ bị ở lại, họ sẽ kẹt lại ở cái thị trường cũ, đúng không? Nhưng mà
khi mà họ quyết định là giống như dạo gần đây á, nói câu chuyện nó hơi truyền thống một xíu, nó hơi vĩ mô một xíu, nhưng mà dạo gần đây thì chúng ta nghe nói rất nhiều về việc Meta thua lỗ đúng không? Rồi họ chi quá nhiều tiền cho cái câu chuyện là Metaverse rồi Blockchain Web 3, thì đây cũng là một cái vế của cái thế lưỡng nan này, tức là khi mà họ dịch chuyển từ cái mạng thị trường họ đang dominate sang Web 3 chẳng hạn, thì họ sẽ bỏ lỡ những cái miếng bánh và có thể là bỏ lỡ đi cái vị thế dominate của họ ở cái thị trường truyền thống. Thì đây cũng là một, mình nghĩ là cũng là một trong những bài toán mà khiến cho nhiều doanh nghiệp truyền thống họ vẫn đang còn e ngại, song song với cái lý do là song song với câu chuyện là DeFi với lại blockchain nó vẫn còn đang rất là mờ, rất là mờ mịt. Nhưng mà yeah, nó vẫn là một cái gì đó rất là thú vị đúng không? Thú vị với những cái doanh nghiệp đó, họ sẽ có một cái bài toán đầy thách thức. Và bản thân tụi mình khi tham gia với vai trò là những cái retail investor thì nó cũng rất là thách thức đúng không? Rất là thú vị, bởi vì chúng ta giống kiểu như là đang đi một cái hành trình mà cảm giác như là những cái ông lớn ở trong thị trường truyền thống họ cũng gặp những cái vấn đề y chang mình cũng hỏi những cái câu hỏi như vậy đúng không? Mình cũng hỏi là chúng ta làm tiếp cái ngành này hay không, hay là chúng ta sẽ comeback với cái thị trường truyền thống kiểu vậy. Cũng là những cái câu hỏi, cũng là cái thế lưỡng nan đó với những doanh nghiệp top đầu của thế giới. Và cái điều đó nó cực kỳ thú vị, và cái điều đó nó cực kỳ là đáng chờ đợi. Và giống như hồi nãy Phong nói một cái câu đúng không? We are still early. We are still early. Thì nó đi nói lại vẫn là cái câu chuyện về adoption thôi. Thực ra thì bây giờ mình nghĩ là mọi người cũng đang rời bỏ, và rời bỏ không đúng, mà người tạm nghỉ. Người ta có một cái đoạn pause với thị trường. Thực ra là khi mà chủ trong này còn toàn nhà đầu tư, còn toàn là investor thôi, và họ đánh nhau, họ tranh giành nhau những cái yield của thị trường đó, thì nó sẽ khó nở ra. Thì vấn đề là nếu mà nó chỉ thực sự được tiếp nhận rộng rãi khi mà nó chứng minh được cái use case của nó, đúng không? Tức là không ai cần một cái thứ mà không có giá trị gì cả. Thì nó vẫn là nó cái còn câu rất nhiều điểm nghẽn, nó rất là nhiều điểm nghẽn. Giống như là điểm nghẽn về mặt UI đúng không? Tức là điểm nghẽn về mặt UI. Nói mình nhớ nhất con CRV, con Curve nguyên. Mặc dù nó là một cái cái ghép rất là quan trọng của DeFi. Họ mới update cái giao diện từ Windows XP lên Windows 98 gì đó. Windows bao nhiêu đó, Windows Vista gì đó, họ mới update cái UI. Đó là cái câu chuyện mà họ có một cái phong cách riêng của họ, mình công nhận, nhưng mình không xài nổi, nhìn mù mắt thật sự. Nhưng mà thì nói đi nói lại thì vẫn có những cái bài toán, nhưng mà có bài toán thì chúng ta sẽ có những lời giải. Quan trọng là cái lời giải đó nó hiệu quả như thế nào, và những ai là những người mà sẽ ở lại và đưa ra cái lời giải thực sự. Còn bài toán thì chắc chắn là nó có rồi. Thì hiện tại thì giống Phong nói, cái thị trường hiện tại thì ở lại thì chắc chỉ có investor họ chạy cối, họ kiếm yield đồ các thứ thôi, chứ dòng tiền thì phần lớn nó đổ ra những cái thị trường truyền thống rồi. Cái việc mà chỉ còn lại những cái người investor đúng không, những người mà hiểu về sâu về cái ngành và họ ở lại, thì tất nhiên là cái kỹ năng của họ thì khỏi phải bàn rồi. Thì cái mức độ cạnh tranh nó quá kinh khủng, và chúng ta sẽ cần phải cố gắng sinh tồn. Ok, thì thực ra là nói tán nhảm bên đây cũng khá là dài rồi. Mình không ngờ là cái tập này nói gần nửa tiếng lận. Và hy vọng là đây là một cái làn gió mới thổi vào những cái suy nghĩ của các bạn đang nghĩ với DeFi Discussion. Mình biết là có những cái tập nó khá là tech, nó khá là nhiều hàm lượng tech. Và thực ra là chính bọn mình còn phải work on khá là nhiều, phải do research khá là nhiều khi mà bắt tay làm những cái đấy. Nhưng mà đây là một cái topic mà mình nghĩ là chúng ta sẽ có nhiều thứ để trao đổi với nhau hơn, và chắc là mình sẽ để nguyên nói lời tạm biệt với mọi người. Cảm ơn anh em rất nhiều một lần nữa đã đồng hành cùng với bọn mình qua những tập rất technical, rất kỹ thuật, qua những tập rất tài chính, rất con số, và đến với tập này thì nó là một cái câu chuyện rất là mình tạm gọi là vision đi. nó rất là ảo mộng, nó hơi ảo mộng, nó hơi
nó hơi hoàn hảo một xíu cho, nhưng mà ít nhất thì chúng ta nên có một xíu cái gọi là cái hopium như vậy để chúng ta vẫn còn cảm nhận được cái động lực và tiếp tục đồng hành với thị trường. Và không biết nói gì hơn, cảm ơn anh em một lần nữa đã đồng hành cùng với bọn mình trong DeFi Discussion tuần này. Ok, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo. Okay, see ya.